Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người xếp một cái hình con khủng long từ những dãy màu như thế này mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ sử dụng từ màu giấy trắng này để xếp thành một cái con khủng long. Mọi người cùng theo dõi và có thể thực hiện cùng mình nhé. Mình tìm bên xóa là bên bốn không đã là muốn con đó hả?
gây nên nỗi đau người khác đâu hả? Chị ớ thảm mà chị phải em không? Có đấy hả? Thương em không thế, tại sao lại cười? Để nói yếu xa nó có ly dễ sơ. Yêu cho vui thì nói đi. Yếu xa có đâu. Xa là Nhật à? Nhật Bồn. Nhật Bồn liên nè. Nhật Bồn à? Mấy năm? Mấy năm rồi? 5 năm. Nói ra cái thằng Nhật Bồn quá Nhật Bồn mấy năm à? Hay là quá Nhật Bồn mấy năm rồi? À quá năm. Con vô là 5 năm. Kìa. Chứ chứ qua nhà buồn 5 năm rồi. 3 năm. 3 năm rồi là về về luôn. Ờ. Bây giờ sẽ để nhớ là 3. Ok. Con nhớ là 3. 3 năm nữa thôi. Kiếm tin Romeo và Juliet. Bắt đầu sang nào. Mình sẽ kể một câu chuyện. 8 năm, tao ơi, 9 năm không tiền nào nữa. Được lắm. Và anh... một cái sự to. Cái sự thật dài. Mấy em 5 năm lên đi. Mấy em 1 năm đi thêm 5 năm là 9 năm rồi. 9 năm á, 1 năm luôn ấy. Chị Thảo ngoài đi, còn 7 năm luôn chỉ được thế. Dạ Thảo. Ngược mồ người ta đi. Đã là rồi. Trong 5 năm năm nữa. Rồi năm mẹ ấy. Thì đắng. Bao nhiêu cái xương đã mọc rồi. Anh cũng hẳn như được con trai nên yêu như được hết hả? Ừ. Em có ai chân đấy. Mọc xương khi mô không biết đâu. Khi mô mọc em nói cho anh biết. Cái này lên đang đi du lịch ở Nhật Bản. Là lúc này lên đang đang ngoài ra để đi cắt xương. Xương không tự nhiên mất đi. Chuyển từ người này sang người khác. Ôi mẹ con chờ rồi đấy. Nói đến bên đầu. Vật của lý nó hết không chơi này. Không. Đi là chó đi luôn. Thiệt luôn á, về kết bạn phải buông bắt ông bắt phụ thuốc. Cho ông dĩa tay đi. Đỉnh cao sự lạc phí. Ông quá buông trẻ đâu. Lúc này mà lão đấy cũng lắm. Bắt ông chắc kéo cái đạo kiểu cũng chứ. Cháu đi cho đơn giản. Con người quá luôn luôn nói là đối với ngọc cũng không chết đấy. Lúc này nói là bắt ngày tính tạo rồi đó luôn luôn nói là gì chết đấy. Em nghĩ là cô anh sẽ tìm những nơi em chắc là tìm mấy ở gần mà con chưa quạt được cái hiểu gì ở xã sừng mọc đây rồi em ơi. Anh còn đang cắm sừng vô anh không? Anh biết anh là ở gần mà con chưa biết được cái ở xã. Rồi đây anh ở gần đây rồi em nghĩ anh đang cắm luôn rồi. Ok chứ? Nhưng nói coi nó im lặng có nghĩa là đồng ý. Đáng sợ thiệt. Đã. Đi cơ, em này anh đi làm đang cảm xưng cái ở dân bố, em nói nghe quá. Anh biết buổi tối. Đi ba buổi tối. Gặp việc báo đi cô phải. Ừ, từ nhân tại Việt Nam này. Anh ở đây mình gặp bà việc báo như trang phái vô duyên này. Nè, em nói anh cảm xưng với trong kia đi làm cả ngày đi vô về về làm ra cảm xưng. Ai biết, cảm buổi mà ai biết. Buổi em biết, đi cảm. Không thể nói trước được điều gì cả. Đó là lỗi với con người, con nhiều người mà khảo mũi nhớ. Hiểu không? Hồi mũi nó biết. Khả hai tiếng mày.
hái tiền trong hái tiền là cùng cô thì em ăn được em ngọt bắt nữa là mình đã để ở người hái tiền ừ. Hái tiền là cô thì lo ăn được không em đó hái tiền cô hái là một sự cần 30 phút tôi là được rồi 30 phút là đã ba mươi sinh viên rồi thỏa mãn rồi cái hái tiền á hái tiền á bốn lần người bốn người bốn người đâu trong trong công ty mình có ai giàu không? Không có ai giàu thì tại công ty mình có ai giàu không? Đấy đâu có ai giàu không? Ba tám chỉ có ba tám cho tám cho bây giờ mình không về được gì hết. Đấy như vậy là bây giờ không trai giàu là có bạn chắc hoàn á. Chúng là đồng tiền sẽ làm lùn mà chắc con người đó. Để mình trông mình.
công mình phải chạm mua góc hẳn lần nhiên bỏ chạm mua góc như lần mua mười giây em anh xin kiểu mười bạn của anh đó xin đăng ký lắm tên là Lê Tên Tú em ý gì Lê Tên Tú anh rất tốt nhưng em rất tiếc đi 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 ta anh bắt tư để cái máy đang qua tới để nó vào trong quay luôn quay luôn bằng cái gì về bằng cá đi tin tưởng rồi em nhìn gì về phi anh đâu anh á bằng phi bằng phi đấy em nhìn gì công đức công đức à công dễ ăn công dễ ăn công dễ ăn ai như vậy là mình đã làm xong cái số mình nhai nhé các bạn. Thấy sự sáng tạo lắm, thấy sự sáng tạo lắm, hấp dẫn. Để em nghĩ gì về anh? Chọn thêm. Mọi người có biết mẹ Phương không? Mẹ Phương vẫn chưa có người yêu.
hai con tâm hết rồi. Biết Phương không? Biết. Chưa có người yêu. À thì mà ăn Dũng nữa. Ăn Dũng có rồi. Dũng có rồi. Rồi hết rồi. Quá đã có chủ hết rồi mọi người nhé. Em đi nhà thì nào biết Phương đi. Bây giờ mình ngọt với đứa này yêu đứa này được. Thở là tâm ăn thôi. Chúng ngọt. Sao không có mày có đi. Thưa anh, đã có đi mình hỏi nhá. Được. Hỏi nó nên ra đi bị bỏ. Này. Em nói chuyện cho đi chứ ra em cũng chào nó phải mốt. Mình đi đồ ngủ. Nghỉ ra. Kể cả hết tâm giác xịp lên, nó xong thêm hết tâm giác xịp lên, nó thêm hết tâm giác chung mắng vậy. Thôi, hết này mày xịp được. Thảo đó đi. Nhớ thì xịp xin kẹt nó á. Ai muốn xịp bên đó. Đừng cái tên. Đừng cái tên, đừng cái tên. Chứ để cái đám không? Dàn hai đôi với nhau. Bếp, dàn hai đôi với nhau. Được. Được luôn. Anh mình không đã hiện thẳng rồi, đã hiện thẳng rồi đó. Là gì? Mi do nó như thế nào? Thôi. Thôi. Thôi, tâm đang chỉ biết thói nha các bạn. Xếp. Nghe cái đoạn, nghe được cái đoạn này có lên còn một chân không đó. Thì lúc ngươi rằng chầm gì sơ. Chầm quan trọng. Sao biết tạo thành gì nãy mới biết. Chứ tại ai ngu như anh luôn á. Đây là hình khói nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hình video của mình nhé. Em bắt đến đưa bắt đấy. Không, anh bắt ăn đưa. Em chờ mày cái miếng đừng xỏ bò. Bay lắc luôn rồi bay lắc. Đi là đi khai trọng nữa. Rồi mai đưa đi ca điên. Thấy chưa? Đó thì là cái nước ba là đưa vô cái chỗ to bằng nhặt của con thành người lắc lư ra đó thì là bị hoàng sa tự nhiên thôi đó. Mười tháng mà đặt chủ đề là gì? Ngã mà đi mua ngay đi nào? Quảng cáo kiên tiến. Ờ, rồi rồi kiên tiến là đừng hoa bác quay nữa rồi nó. Đi đã, em đang cười mà. Thì chí em cũng còn nữa, em cũng cãi tiếng con mắt rồi. Cả mẹ anh cũng đô kệ rồi. Thì chí làm gì có. Anh bắt nói việc cái đèn bài nữa mà việc cái đại số D anh hay. Có việc cái đèn bài không? Không, không số D. Số D thì chắc gì rồi này. Bắt ra này chắc gì là ra này cái nô này nó kéo tên kéo gửi này nó ai xem đấy quý ông anh gọi nó em chị thiệt còn cái em mô có hơn được nữa không em lo hỏi anh em đi làm cả ngày đi làm xong rồi đi chơi được chân tay cái này chỉ cần con đi qua đây được rồi đây có mà đi nguyên một cái đi vô trong luôn được hết hả đó anh nói ngành hình chứ mất ê dạ sẽ đám bé cô không bắt bắt
Anh chị ta. Anh biết. Chấp nhận anh được quá biết. Đúng. Bạo lực rồi ổn trước phong hai không chủ trường phong bắt đầu lực ấy. Ai bạo lực bắt á. Đây là một cái gọi là một nhà. Phi nãy lại đâu qua măng đấy, để nó bỏ luôn đi. Bên em bệnh đấy, cái đó đấy. Thôi, không cho ăn. Vô bạn bàn. Bạn nữa. Em đi khác luôn. Vô mãi. Ăn cho bụi miệng, cũng cho vô chập, bố bố. Nhìn lên xe cho anh xịt về kèm, qua kèm chứ nữa. Không, thôi bạn, biết bạn đừng hết. Thế sao hả? Nghi răng mới nổi. Nó phải không xịt về kèm. Bây giờ hai cái tóc chờ, hai cái tóc chờ đó. Năm qua mới xịp, mới xịp, xịp chứ cái giảm mới xịp năm qua chung cho tao. Như đi được không? Xịp được mình tiện đi. Lên không có sao hả? Đi chưa? Đi, 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 xong có... Một hình thôi nè. Một hình. Lên một hình, kế đi. Anh cứ lao này, bắt chạm, bắt chạm đi. Mới đi tâm nhạc, bắt chạm. Mà xong bắt chạm đi. Chạm lên đi, nó không có sao. Tôi rồi lại. Đi, đi, lại nè. Anh làm tâm giảm xong đây cũng có gì hết chứ. Anh chụp kia tâm giảm lắm đâu. Chụp kia tâm giảm lắm á, chụp hơn. Chụp kia tâm giảm lắm đúng. Kìa ơi đó. Ê đó, cô thiên ngủ, ngủ cái đô thôi nè. Ê, cô thiên không nhẹ cái đô ngủ của mình lắm. Ngủ không? Phải đáp tao chứ không ngủ. Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình sẽ làm một việc khốn nhất các bạn. Có gì đã ăn rồi, không biết nọ. Là anh đẹp em muốn. Con ăn ngủ mà hãy cạnh cung. Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình sẽ làm một hình một cái sáo nhé. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Như là ngủ rồi bé. Là đánh mất em. Em thấy nhá. Là tuổi đôi mươi. Em thấy nhá. Là ngon thì mà. Con tiện ngựa. Tiện ngựa sống được. Ơ à, cũng phải bật rừng là anh Tú có vô rồi à. Có vô rồi phải có anh Tú. Không đó. Rồi. Đi tiếp. Đi vô đá rồi. Có bật rừng. Vô đá đi thủ nhau rồi. Bật rừng nhờ có anh nội ha. Nói về chơi vô đi chứ đổ má. Bật rừng anh nội anh về đi chơi về vô đi chứ ha. Đi vô đá đi thủ đi. Tao mừng tao đã cái này. Đây thì đây. Mình ăn bên đập hết. Nè. Ăn chi cho uống. Thì ăn không? Em mau mà. Đồ bạn được bạn nha. Chỉ việc là trường phong. Việc là nông nghiệp. Đừng quá hết cài. Được với nhau. Để ở họ thằng này. Nhìn nhau các bạn không? Ừ, cái gì vậy? Cái mảnh, mảnh kết hả? Mà đưa gì nữa? Phỏng á. Tin không? Hả? Tin không? Ở dưới đó, ngoài chín đấy, vẫn chín lại đôi. Đâm đâu?
tắm với chi cho ngủ một cái gì. Cắn nó bắt bẻ.
Đúng đó, à, đúng rồi. Dạ đúng. Dạ dạ. Đó là bây cơ ba kia để cơ rồi. Cho mẹ ở đây. Tao có đang ăn kia là một cái phục phục rồi chứ chưa. Một phút chứ, để tôi em phải ăn sợ mệt mỏi. Có thể tao lên được rồi, mình sẽ một tay để được rồi. Để cho khổ. Anh em nói rồi, anh nói. Mình sẽ là đó mày. Đó, ông qua cái chặt dân anh khó lên rồi đó. Mày đó. Dương đi được lại. Mày đang bắt bắt nó thả đi, tao lên con đeo bằng tiền thôi nha. Dạ em biết pháp rồi, em có dặn mày chứ anh có, em cũng dặn mày, em cũng dặn mày bất cứ một cái gì gì lúc. Em cũng dặn mày chứ. Kỳ kỳ bố. Em vẫn ra lao má. Anh thấy chứ họ hạ bá bị không làm được đấy, bị hại bị vậy. Ý kiến gì đó? Như sẽ bị đi tú. Lão quậy. Em thấy giống như thế đó. Đáp được nó nói nữa. Thằng nào đừng được. Khai gọi anh. Cái này cái nón này. Cái gì? Nón. Chẳng tao chứ cái này cái nón à này. Đây viên đấy, nó cao lên đấy. Nó phải chửi cái nón. Đổi đi. Hả? Đấy. Đó nó đổi đi được không? Không có tiện. Chưa giả nó giả lại thôi được chứ. Mình nói chuyện cái tỏ lên đâu. Em ơi.
Thì bà ra chung lên mẹ hồi năm gì bà chú tại như kiểu 20 năm đầu xinh nhiều lắm em ơi. Phim tụi ăn oxy không? Đến chọn bắt ăn 20 năm sau xinh khỏi chân bắt ăn rung rồi. Xinh hướng cá vơi vơi. Được rồi, được rồi. Anh ơi năm cuối là chia tay rồi. Chọc mắt lên mà xem. Thế là hết cuộc tình này hết rồi. Cuộc chọn cũng là báo con xịp đâu. Hay lắm. Bắt gì đi hết. Thôi, tôi này cho hai miệng này. Được, nhận lại đi. Anh Khoa vô dưỡng thì mình làm ngay rồi. Tại 20 con. Có anh để nữa cho cái đi về phải đo cái một con tặng con. Sẵn anh bài hành luôn. Ba lục ra anh cũng được. Mình sẽ nhận video từ đây nhận không là tập vào.
Ai gọi em? Đó, nghiêm cô có đợt. Không trưa một ai. Ai gọi hết á? 17 là nghiêm của ba. Ba phải không? Gọi lên một lắm á, một lắm. Anh ơi, điện thoại anh đây chứ? Em sọc bị người hít. Đấy, cục đấy. Điện sọc bị thảo, bị chương trình sọc. Thảo ra đây, đặt ra đây. Đi về rồi. Mới về với cái chi dáng ở đó. Ồ, chính Thảo mới hỏi á. Đây Thảo. Thảo hả? Thảo là... Thảo là... Mới đây không Thảo là... Thảo... Khi ta đến bên nhau tình xưa vài miếng biết hết nhưng bản tình cờ về sẽ tặng em. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. 2, 4, 6, 8 Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bạn, mình sẽ tiếp tục chuyển cho tập mình sẽ. Đó là cảm xúc của người xem. Tao đã xem người. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục triển cái mô hình này cho khuyến cáo nữa nha các bạn. Oh yeah. Và tiện là video sẽ được báo bán luôn, triển chắc như triển hai người triển truyền thông. Khi ta đến bên nhau, tình sáng sớm vẫn như bạn tình cờ. Đường không? Gần đây không? Chồng gần hai bàn nữa cưới khỏe nữa đợi tiếp xe. Người còn đi nữa chú. Có. À còn đi à? Trời ơi trò đấy chứ ở đâu được gì? Tưởng là nhà ở Hồ Đức Nhi. Mình đem đi lắm thì tôi đi rồi. Trời có tiền đuối mình đi đồ cho bà này. Cưới vớ. Chưa. Cảm ơn người mình nghĩ ảo rồi không nhớ. Đi 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 đưa vô đi mà bên thầy ba. Anh biết hả? Em nghĩ sao với anh lấy cái túi. Anh rất thụ nhưng em rất tiện với con. Ý là thiệt lắm, con không có được đưa người đi đứng con hoài em có vui chứ chắc chắn có vui rồi. Người con có sầu mày rồi kể kí mày con đẹp mà phải kể không? Rồi con có cân sạc cái con má nữa.
Rồi em kêu là trong đi có con mua được thôi chứ không mua quá đấy. Không nên tìm đám hay kiểu là biết cái thân trong kiểu quá đúng, quá nhiên hay nó quá đẹp á. Giống như mày con đưa cái tệ bên thì mày con có chuyện đẹp hoặc là thiệt đường hoặc là thiệt đi đấy, đi đi tệ đường không kiểu như hot sữa đâu cả kiểu khô lắm, chứa lắm. Ba đi ba người thì ba không ăn à? Ba đi ba người chưa ăn. Anh là kiểu ăn tập ghế. Câu chút đó chỉ là để câu chuyện nghe con đi. Kiểu ta mới là tập cơm vậy là ba đi ba chơi thì ba cũng kiểu không không đương yêu lắm rồi yêu yêu thì yêu mình có thả thì cũng thả nhiều lắm để yêu thì đợi một cái gì đó như vậy mà cũng có những yêu cái thả như vậy. Mà đi ba người thì ba không ăn. Tham mua rồi kiểu như thế. Tham mua của mình ngon thôi. Ừ. Đang. Em vẫn đang nghe. Là cái tưởng như kiểu á có một thứ như vui như cái đời. Nó xin em có người sự tiết là em đang xử lý đây đây phải không? Giống kiểu là một tuần bạn ngay là sáu ngày là từ một buổi thành công em. Là từ như trong đi. Hem được đi xem chứ. À đấy. Dạ. Mà gặp phải thằng mù mù lên bao nhiêu thế em xin chúng này chứ. Úi anh đi xem nữa. Đi xem nữa đi. Đây là những thằng đánh má hả? Em chỉ chưa bung. Không có người thôi, có người nữa chắc là bị dù họ. Chứng thì chấp nhận. Bạn bánh. Em đang mời anh á. Chứng phải đi có thể anh. Nhưng mà anh có tao gọi lại cũng người yêu yêu lắm. Tao đang gọi cho người đầu tư rồi. Người tự nhiên lên tiếng nói chứ chưa? Nhắc lên thì bỏ qua luôn. Thôi mọi người. Đấy không? Nên cập nhật một trang thải. Thôi gấu đăng lưng mấy. Kêu anh thì em được rồi. Cũng biết tập viện. Đi tao là kêu anh đi tập. Nên cũng định rồi là thả thính. Có bô rồi thả chứ núi. Thả chứ. Thả chứ có thăng bố được cho quý đến nữa. Bây giờ cũng nhận đến là ngọt. Thôi lui. Ngọt như lui. Ba thằng em đặt tiếng ngọt không? Kê đâu đi ra đi bây. Dũng lượng lấy. Giờ đây thì Dũng lượng kiếm biết à? Con một kim một. Một kim đâu? À. Một kim đâu một phần ba điểm. Thì làm ấy. Nên quá mình quay được thêm một cái video một tiếng cũng mất. Chưa mai giờ tối vẫn chưa. Cộng quá cho nói. Con mẹ con, 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 con mẹ con,
nhá, nhớ mai là có em một bộ du lịch nhá. Mọi người ơi, còn là ai nữa, cả bố, cả cái chuyện chúng ta đôi lúc, nhá đôi lúc. Được. Anh nói cho mày không quay, anh nói cho. Không phải, tôi chỉ biết không sẽ làm với Quyến đâu. Quyến. Để chú ngưng đấy. Biết không, Quyến trở lại với chị đô, đô đấy. Đang đó, sống tốt, tôi ngán phải cũng không nghĩ được. À, 1080 rồi, dùng em phía xã thôi, bớt 52 phút cho mấy. Mấy phút hay rồi? 5 phút. Mấy phút? 57. 57 thì chưa được mấy. Hết, bỏ được đi. Anh coi đi. Ờ, à, không có, phía xã không có đi. Phía đang có. Có. Phía xã em rồi đó. 54, bỏ chiếc phút à? Ở phía xã em vẫn 42 phút rồi. Có. Có, mô làm đủ mọi cách rồi. Anh chị, thử đi cái điểm đi cấp cả. Đi bỏ một cái rồi. Mấy em rồi. Giống lưng cái điện lượng của anh lên được rồi. Chị số. Anh Minh Trang nhớ đấy, có hẳn 41. 41. 57 cũng kỳ ra. Bà đế bà sụp đồ, sụp đồ, sụp đồ. Chứ bà không. Dung, 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 Dung còn đi làm à? Nở cho chị với, nở cho chị với. Chị kỳ chị đâu? Anh xịn, anh mở ra anh xịn với anh làm bằng chất lượng. Kì anh đó. Anh xịn với đa hơn nữa được. Nghĩ như hơn nữa. Có không? Rồi phải rửa chi. Có à, sáng tao mày tắt luôn. Để anh cũng được. Để lại. Không có sợ lắm nè. Thôi không có nữa. Thôi mà cũng đã quay lại rồi. Để hôm cho xem quay lại cái nữa thì. Quay thêm tạo một công tạp không là gì. Quý đang nói quay bài hát không được à? Anh ạt cái dũng nữa xuống nó đi mèo. Ê mày mi đang được rửa phí. Đang đang mi đang tao cái. Đi vừa chưa mày ngay chưa tao 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 quá là cần cái gì không phải đâu. Thì mày cũng cái nhắc nữa thì im. Để biết là mình thì giải. Thôi anh bỏ qua anh có bọc đi cái gì tính nghĩ không? À không cho bọn tiết kê. Hả? Không có không bọn tiết kê không? Không. Nếu mà cô không hiểu quá đâu lúc hiểu nè cái sạc nó lên có bấm tiếp kèm hẳn liền hẳn liền hẳn liền hiểu hẳn liền sao sau đây mình sẽ vẽ mắt cho cái chủ khủng long này mọi người nhé. Vừa tiến hành sẽ một chủ khổng lồng tư giấy màu như thế này mọi người nhé. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành dừng video và hẹn gặp mọi người ở những video sau khi mình sẽ tiến hành sẽ cái hình mới nhé. Chào tạm biệt.